Ngày 12 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về trường hợp một bệnh nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi điều trị lấy dụng cụ chỉnh hình xương đùi bên trái. 68 tuổi, trú thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, nhập viện lúc 8 giờ 33 phút ngày 8 tháng 10. Theo hồ sơ bệnh án, ông Lê Cờ Hở. Lúc này, bệnh nhân tỉnh táo, da niêm hồng, xẻo mổ vùng đùi trái liền tốt, người bệnh đã được kết hợp xương đùi trái 10 năm. Bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi mãn tính, sơ phổi cách đây 10 năm. Đi lại bình thường, eo cơ đùi trái, thể trạng tốt. Đến 6 giờ ngày 10 tháng 10, bệnh nhân được chuyển đến khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và bắt đầu phẫu thuật vào lúc 7 giờ 30 phút. Đến 11 giờ 25 phút cùng ngày phẫu thuật kết thúc với đánh giá không xảy ra sự cố nào. Tuy nhiên, đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi được điều dưỡng tiêm thuốc kháng sinh theo chỉ định của phẫu thuật viên, thì bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, đau ngực. Dù được các bác sĩ hồi sức tích cực theo phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong 1 giờ sau đó. Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, đã chỉ đạo Bờ Vờ Đờ Cờ tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình người bệnh. Đồng thời, khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân tử vong.